Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay em có đến đây để ghi hình đăng bán giùm cho anh này một cặp bò tơ chữa. Ở đây thì hiện bây giờ nó có hai con kem Pháp Charolais. Nó đang hiện mang thai 6 tháng 20 ngày. Là mang thai 3B phải không anh? Nó tiêu rồi trời. Là mang thai 3B đó cô chú anh chị và các bạn. Thì hiện bây giờ thì em sẽ cập nhật ngay và liền cái hình ảnh kèm theo cái giá cả để cho bà con cô bác chúng ta nhắm xem coi mình coi mình mua được hay không. Nếu mà mua được thì cứ liên hệ trực tiếp với em số điện thoại em để trong hình nha. Nói chung thì do cái tình hình nắng nôi với lại dịch bệnh thì em cũng không có tháo khẩu trang ra được. Cô chú anh chị các bạn thông cảm ha. Bây giờ mình đến với nội dung ngày hôm nay nha. Dạ em nghe hả? Anh ơi cho em hỏi thử bò Vĩnh Long về Cầu Kè được không anh? Em ở Ba Tri Bến Tre về Cầu Kè vẫn được nha anh. Dạ không được. Được. Dạ. Anh muốn mua bò gì? Mua Pháp Kem á. Pháp Kem này là anh muốn mua bò chữa hay là bò bê làm sao? Bò chữa, tơ chữa. Chữa đúng không? Bây giờ em đang ghi hình một cặp bò tơ chữa, anh có Zalo không? Dạ. Có Zalo, kết bạn Zalo liền với em số này đi. Dạ và bò độ nha anh. Bò độ em hả? Bò độ á. Rồi bò độ thì để khoan từ từ đi, có gì em điện lại. Dạ. Đây thì hai con bò này chiều cao dao động của nó tầm khoảng 1m3 bò tơ nha, hiện đang mang thai lứa đầu đó. Hai con này rúng yếm nè. Bây giờ em xin báo trực tiếp của chú anh chị và các bạn, đôi bò này là hiện đang mang thai 6 tháng 20 ngày hết rồi. Nói chung là hai con này là nuôi một cỡ đó, rồi nó cũng lên giống và gieo tinh luôn. Nó cặp này là từ 6 tháng rưỡi cho tới 6 tháng 20 ngày, nó trên lệch nhau mấy ngày à. Là cặp bò này là tơ chữa nha. Xin lỗi mọi người, em nghe điện thoại khách nữa, tại vì đang ghi hình trong cái thời gian phát sóng á. Nghe nè anh ơi. Chưa, em đang quay phim rồi, thì bà cứ bà anh cứ ấy, bà anh chuyển bò lên cho bà đi, ở chỗ đó cũng gần mà. Ừ. Rồi. Đây thì cặp bò này là tơ chữa nha, một con đầu chuỗi, một con nhóm sừng đó. Con bên kia thì nó bông tráng ha, còn bên này đây thì đầu chuỗi nè, rất là đẹp bò luôn ha. Bò này thì bây giờ em xin báo giá với bà con cô bác nè. Hai con bò này thì con này có giá là 34.500.000, đang mang thai 6 tháng 20 ngày. Con này là giá 34 triệu. Còn bà con cô bác nào mua một cặp á, mua hết một cặp này ha, thì anh chủ nhà bớt 500.000 phụ tiền xe cho cô chú anh chị và các bạn đó. Thì em đang có chuyến xe về Vũng Tàu với lại Bình Thuận. Bà con cô bác nào ở mấy tỉnh thành trên mà có nhu cầu muốn mua thì chúng ta có thể ghé xe chung để nhẹ bớt một phần kinh phí nào vận chuyển nha cô chú anh chị và các bạn. Hai con bò cái tơ chữa nè, rất là đẹp bò luôn ha. Mồng nó cắn á, nó mồng quỷ mồng này thiệt chứ mày hả, nó mồng nó bay nó cắn. Đây hai bò tơ chữa rất là đẹp ha, bóng bẫy sái tích thì nghiêm chỉnh, con này thì bông chán nè, nó lực không dai lực nè, bò nè rúng yếm đầy đủ hết nha. Hai con chân móng sò sái tích nghiêm chỉnh, con này là bông kem Pháp bông chán. Đây con này đang mang thai 6 tháng 20 ngày nha, tơ chữa, mang thai lứa đầu luôn, tiêm ngừa vaccine đầy đủ, viêm da nổi cục, lông ngòm lở móng hay là tụi trùng thì tiêm đầy đủ hết rồi. Mà khi bà con cô bác chúng ta mua về á, mà chúng ta sợ chưa có tiêm mà viêm da nổi cục á, thì cái tháng chữa này chúng ta cũng có thể tiêm được, nhưng mà chỉ hạn chế tiêm ở tháng thứ 8 và tháng cuối cùng nha. Đó, chân móng nè, mình nhìn coi cho kỹ ha, móng sò hết nha, rúng nè, đó, xuống vú nặng rồi, chữa cao ngày tháng rồi, tướng tá khỏi trời, xe bản này gái, nữa, chút nữa làm thâm gió đẹp ơi, xe bản chút nữa ngay, đi, nó, ok, rồi cũng chịu hợp tác quá nè.
Đúng rồi, chịu hợp tác quá. Đứng tướng cũng đẹp. Rồi lụm. Ok rồi. Này thì điện hiện đang mang thai 6 tháng 20 ngày qua sưng bự. Đây, rất đẹp luôn ha. Chân móng nè, tướng tá nè. Con này đang có giá 34 triệu nè. Con này có giá 34 triệu 500. Mua hết hai con thì anh chủ nhà sẽ bớt phụ 500 ngàn. Là còn 24, 34 triệu đều hết nha. Đó. Lông nhuyễn cực kỳ luôn. Thấy vàng lông không? Nhuyễn dai lực. Đây nè, lông nhuyễn ha. Bò này thì tiêm ngừa đầy đủ hết trơn cô chú anh chị các bạn. Viêm da nổi cục hay gì đó thì tiêm ngừa đầy đủ hết rồi. Mà bây giờ ở chỗ của em á, nhà nước người ta hỗ trợ tiêm vaccine miễn phí á. Nên mọi người cứ yên tâm. Đây người ta tiêm đầy đủ hết trơn rồi. Chăn móng rồi. Tại vì cái xứ ở bên em á là đa phần bà con người ta sống vào cái nghề mà nuôi bò. Đó, bởi vậy chúng ta đừng sợ, bò ở đây người ta nuôi kỹ lắm. Cái vụ mà viêm da nổi cục thì ở đây cũng có nhưng mà được ít đó. Tại vì ở đây đa phần bà con sống những nghề nuôi bò đó. Hơi hơi là bắt đầu là người ta chích hết trơn nè. Nên cái tình trạng mà bệnh viêm da nổi cục thì ở Bến Tre thì nó chỉ có một số ca ít. Là chúng ta ở mấy cái chỗ lánh lánh, trẻo trẻo á, ta không chích á, nó bị thôi. Cơn mồng đó, cơn mồng đó, phải có cái cây đập mồng này thiệt tình chứ hai ba con luôn rồi. Đó, cô chú anh chị các bạn chúng ta cảm thấy ưng muốn mua đôi bò này cứ liên hệ với em ha. Chân móng nè, mặt mày nè, trời. Đó, thấy đẹp chưa? Chữa hai con là 6 tháng 20 ngày hết rồi nha. Tơ chữa lứa đầu. Giá bán của đôi bò này thì là 68 triệu 500. Ai mua hết hai con á thì bớt 500 còn 68 triệu. Đây. Rồi bây giờ em đo thử chiều cao cho bà con cô bác người ta coi nè. Cảm thấy ưng muốn mua thì cứ liên hệ với em nha. Đó, bò thì chiều cao dao động tầm khoảng 1m3 bò à. Em đang đứng đó nè, mình coi mình thấy mình biết ha. Coi thử cây, coi thử cây nó chiều cao tầm này mình coi mình mua được không. Nếu mà ưng muốn mua thì cứ liên hệ với em. Chiều cao khoảng 1m3 hết nha. Chiều cao tại phía sau xương khu của nó dao động khoảng 1m3 đó quý chị và các bạn. Giờ để tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay thì em có đến đây để ghi hình đăng bán dùm cho anh này một con bò cái kem phá. Thì hiện nó đang đứng kế bên mẹ nó nè. Đó, dốc dáng hình ảnh là nói chung là nó khá là nó đẹp. Đó, mình thấy không chú chị các bạn, bông bướm nha. Kem pháp bông bướm con bò Bosin đứng kế bên. Này chân móng nè, rúng là đầy đủ nha. Đó, mình thấy rúng đầy đủ nè. Có điều nó hơi ăn tạp á, nên bụng nó sáng ăn no. Sáng cho ăn cỏ đó. Nè, mặt mày tướng tá nè, rất là ok luôn ha, sái thì nghiêm chỉnh. Bò này thì được tiêm ngừa đầy đủ. Con này là khoảng 9 tháng tuổi à. À, mẹ thì đang chữa lại nè, qua nè, chân móng nè, đùi đít nè, rất là đẹp luôn. 4 cái vú à. Sái thì nghiêm chỉnh nè chú anh chị các bạn nè, sái thì nghiêm chỉnh ha. Bò này khoảng 8-9 tháng bò, sái nghiêm chỉnh nè, mặt mày nè à, nó hơi nhắm sừng. Con kem pháp này thì đang có giá là 19 triệu rưỡi, anh chủ nhà quyết định là tách con ra bán, còn mẹ đang mang thai. Đó, sỏ dàm rồi nha cô chú anh chị các bạn. Tướng tá nè. Đó, rúng nè, rúng đầy đủ luôn nha. Đây, rúng nè, thấy không? Chân móng nè. Con này dàn xương cũng được. Đó, cấp mình rộng ha, mình nhìn cấp mình lớn nè. Dài đùi nè, khỏi chê luôn. Con này thì hiện đang có giá là 19 triệu nha. Ủa 19 triệu rưỡi nhầm, xin lỗi cô chú anh chị các bạn. Đang có giá là 19 triệu rưỡi. Mỏ hồng, móng hồng, cái hoa cũng hồng luôn ha. Con này lưng dai thì khỏi chê rồi. Cái đòn nè, nhìn thấy cái đòn dài ghê không? Nó giống bò mẹ của nó. Đó, dai lực. Con này có giá là 19 triệu rưỡi nha. Bò bự, bò bự bò. Cả mét 2 bò, mét 2 mấy bò. Lưng dai lực à, dai lực ha. Đó, dai lực nè. Đó, hoa thì bự nè.
mượn ra nó qua bự. Con này là kem pháp bông bướm chân cẳng. Khi mà giao bò đến cho cô chú anh chị của bạn thì chúng ta được quyền kiểm tra bò trước khi thanh toán. Bò này bự bò, bò này về nuôi không bao lâu nữa là chúng ta có thể khối tinh. Con này là thuộc về kem pháp Caroline nha, nó lai trên nền mẹ Bosin đó. Cái gì vậy ta, ta thấy em lạ đó. Nên đứng nó sợ không, mới đi chỗ khác nó ngóng đầu lên liền không ăn dữ lắm. Tình trạng ăn uống của nó thì khỏi sợ rồi, mình nhìn thấy cấp mình với da lực của nó nè, lông nè, lông nhuyễn nha, chân móng nè, chân móng sao. Con này có giá 19,5 triệu. Nói chung nãy anh kêu 20 triệu, nhưng mà anh nói thôi bớt đi, 500 đó phụ tiền xe, còn 19,5 triệu của chính chị bạn nè. Thấy cấp mình không, nó cổ nè rất là đẹp luôn. Xin lỗi mọi người, em nghe điện thoại khách hàng đó nha. Dạ em nghe. Dạ. Dạ con bạch có rượu con. Dạ con. Chắc bạch có rượu luôn. Dạ chắc giá luôn 36 triệu anh. Anh ở đâu? Trà Vinh. Trà Vinh hả? Con mẹ đó bây giờ là nó đúng ra là anh cứ tính đi, con mà tách ra là trên 18 triệu thì con mẹ nó giờ bán nhiêu tiền đâu? Thì bọn mẹ con. Dạ. Có chỗ lại 2 tháng hả? Gieo rồi nhưng mà chưa có bao nha anh. Tại vì con nó còn bú rồi, không biết nay nó cắt sữa rồi chưa nữa. Ông nói ông cột nay cũng lâu rồi mà không biết nó cắt rồi chưa. Sợ nó nhiều khi nó bú nó sọc nó không có đậu thai á. Đó. Con mấy tháng rồi? Con hôm qua hình như nó 7 tháng không? Sao mấy 7 tháng rồi. Dạ. Rồi mới đẻ lứa. Dạ đúng rồi, đẻ một lứa à. Bao loại lúa rồi luôn. Dạ đúng rồi. Sao? Coi lại cái này. Dạ rồi. Đây thì con bò này nó bự bò nha. Rồi bây giờ em lại đo thử chiều cao cho bà con cô bác chúng ta coi kìa. Nếu mà cảm thấy ưng muốn mua con bò này thì cứ liên hệ với em ha. Bò này là chiều cao nó dao động phải trên 1m2 nè. Nhìn giống heo mọi quá trời. Nó ăn ghê gớm thiệt ha. Mấy con bò này về mà chủ nhà nào mà khoái mấy con bò ăn á, đưa mấy con bò này về nuôi là khỏi chạy luôn. Mẹ màu tốt ghê ha. Con bò này chiều cao phía xa xương khu nó là 1m2 đi. Đó thì cô chú anh chị các bạn nào thấy ưng muốn mua cứ liên hệ với em ha. Bò này nó so với em thì bò nó bay lớn vậy nè, chứ không phải là bò nhỏ nha. Bò này là bự con. Rồi thì bây giờ em xin kính chào hẹn gặp lại chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp.